Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hàn và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Vào ngày 21 tháng 5 thì BTS comeback với siêu phẩm Butter và ngay lập tức lập hàng loạt kỷ lục về lượng view YouTube, đánh chiếm các bảng xếp hạng nhạc số ở Hàn. Bảy thành viên cũng lên livestream gặp gỡ người hâm mộ. Tuy nhiên thì cánh tay của Jungkook lại trở thành chủ đề bàn tán hàng đầu. Em út BTS mặc áo phông trắng cộc tay, lộ cả cánh tay xăm kín những hình vẽ khá lớn. Với một đất nước vẫn còn giữ định kiến với việc xăm mình như Hàn Quốc thì Jungkook đang gặp phải nhiều ý kiến chỉ trích vì sở thích cá nhân này. Netizen Hàn bất ngờ khi Jungkook ngày càng xăm nhiều hơn, thậm chí phủ kín cả cánh tay bằng những hình xăm lớn. Nhiều người đã quen với hình ảnh Jungkook thơ ngây đáng yêu nên khó chấp nhận nam idol có hình ảnh nổi loạn, thậm chí bị cho là phần bặm trợn. Nhiều bình luận chê bai hình xăm của Mỹ Nam nhà Big Hit là quá to, mất thẩm mỹ và ghê rợn. Jungkook thích xăm và từng vướng scandal vì thói quen này. Năm 2019, em út của BTS bị ném đá vì để lộ quá nhiều hình xăm trên bàn tay, dù đó là những ký hiệu dành cho fan, thậm chí còn có tin đồn Jungkook hẹn hò với một nữ thợ xăm. Công ty và người trong cuộc đều lên tiếng phủ nhận nhưng scandal này gây ảnh hưởng đến hình tượng em út vàng nổi tiếng của Jungkook. Tuy nhiên thì người hâm mộ cho rằng nên tôn trọng sở thích của Jungkook. Mỹ Nam thường xuyên mặc áo dài tay che kín khi xuất hiện trước truyền thông, chỉ để lộ hình xăm khi lên livestream riêng cùng nhóm. Fan còn khen Jungkook ngày càng khôn ngầu, có phong cách như những nghệ sĩ nước ngoài. Một số bình luận của netizen: tôi làm rồi nên biết, xăm nhiều thế đau lắm. Nhiều người sao vậy nhỉ? Jungkook muốn làm gì thì cứ làm đi. Hình xăm của Jungkook có rất nhiều ý nghĩa đó. Ngày debut những châm ngôn tên fandom. Nhiều nghệ sĩ khác cũng xăm mà đâu phải chỉ mình cậu ấy làm đâu. Không hiểu nổi tại sao cứ phải xấu hổ dùng cậu ấy làm gì. Nhìn không đẹp. Nếu mấy người ghét hình xăm như vậy thì đừng vào đọc những bài như thế này nữa. Rồi sau này cũng phải hối tiếc thôi. V của BTS đang là chủ đề gây sốt xình xịch trong cộng đồng ARMY nhờ kiểu tóc mới toanh nhân dịp comeback với single Butter. Nam idol khiến fan cười lăn vì style tóc mi tôm xoăn tít thò lò, kiểu tóc mà hiếm có idol nam K-pop nào can đảm thử nghiệm. Trên mạng xã hội, loạt ảnh chế và meme về kiểu tóc này của V liên tục được fan chia sẻ kèm bình luận hài hước. Fan liên tưởng V là chú chó xù vì mái tóc xoăn xù đáng yêu. Fan ghép đủ biểu cảm của chú cún Vi, từ mắt tròn xoay ngơ ngác cho đến nụ cười mím miệng cực ngố tàu. Fan đùa rằng kiểu tóc Sumi này là phiên bản nâng cấp từ style tóc Ajuma mà Vi từng để tại một concert hồi năm 2019, chú bé Vi ngày ấy và bây giờ. Trong buổi livestream vào tối ngày 21 tháng 5 thì Vi cũng là tâm điểm trong nhóm nhờ kiểu tóc không ai làm lại. Nhiều fanti còn so sánh Vi với nhân vật người Ba Quốc dân do diễn viên Na Moon-hee đóng trong bộ phim Gia đình là số 1. Kiểu tóc của Vi khiến anh chàng liên tục bị các thành viên trêu chọc. Fan sáng tác nhiều fan-e về style tóc của Vi. Bản tin của chúng mình đến đây là hết và cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.